Hôm nay chúng ta xem cái gọi là hậu trường của Gemini Ford Summer Holiday in Việt Nam nha. Và cái này là tổ chức Hồ Chí Minh thì thì bình thường các cái couple Thái sang tổ chức fan meeting ở Việt Nam thì thường sẽ chọn Hồ Chí Minh nha. Mình thấy gần đây có Santa Earth chọn Hà Nội ấy, không hiểu tại sao. Maybe là các fanbase của bé ở Hà Nội nhiều hơn. Chứ bình thường thì mọi người sẽ hay chọn ở Hồ Chí Minh, tại vì kiểu cái trung tâm giải trí ở Hồ Chí Minh nó là mạnh hơn ý. Thì mọi người sẽ chọn ở và Gemini Ford. Let's go summer holiday. Chúng ta lâu. Xin chào. Xin chào. Tôi đi nào, tôi ở thị viên nào bên thị trường rồi. Long mang ngàn này hả? Long mang ngàn summer hội Gemini for summer. Gemini for summer holiday in Vietnam ครับ. Lâu rồi cũng không có update về hai bé. À cũng không quá lâu nhưng mà ý là các bé vẫn xinh như vậy ấy. Kiểu đông nha, toàn thấy các bạn fan girl là Ủa Gemini Ford phải đông thôi. Nếu mà mình Cưng ơi, lúc mình còn rất nhiều bài hát khác nha. Ú à đi cưng. Bài ú à đi. Thế nhìn mắt ba kỳ nè. คิดออนนี่เฟรนด์เนี่ยโอเคจ้าโอ้ยเฟรนด์กูควายโซด้าเธอตอนนั้นผมไปฮานอยไปเดินป่าครั้งนี้เข้าไปในเมืองนะไม่เคยเห็นเมืองเขาเหมือนกันครั้งแรกแล้วเนี่ยเมืองเขาเหมือนสุขุมวิทบ้านเราเลยเจริญมากเติร์นเป็นมิงเหมือนกันด้วยแต่มอเตอร์ไซค์ที่สังเกตได้เติร์นเป็นมิงกี่เสียกึ้งที่นี่เนี่ยเขามีตำนานเล่าขานกันบอกว่าถ้าเราเดินข้ามถนนđúng rồi đáp cưng. Cưng mà muốn sang đường ở đây là cưng kiểu phải lựa xe chứ chứ không thể là mà kiểu đợi xe hết đấy. Rồi chúng ta nói chung là nếu mà cưng muốn đợi kiểu em muốn xe đi hết cơ rồi em thì cưng có thể đứng đấy đợi đến 12 giờ. Và cái kiểu nó nói cái kiểu cái gì thật văn minh. Cưng ở Việt Nam mọi người kiểu đi lên đường phố xong cưng sẽ thấy mọi người lấy hai hòn đá đánh đá để mẹ tạo ra lửa hay gì à cưng. Thật văn minh. Mì cua này, là pizza Fobi không? Nghĩ đúng hay sao đúng các bạn trẻ nghịch môi nhau mới sợ. Oh my God. Cưng ơi. Các bạn ơi. Tụi em ăn xong.
ăn tối xong rồi và thực sự em cũng chưa lau miệng thật. Gemini Norwood Food Dada What Nghĩa dám nói fan Việt Nam không la lạc. Làm nó không đáng yêu không? Nào không? Fan Việt Nam như dở hơi. Em là Phốt và Phu Quỳnh mà. Sao mọi người cứ gọi là Phốt và Gemini? Cái gì cơ mà Gemini ấy kiểu cổ cưng ấy. Ơ sao nó đang ở trong nhà mà nó lại bị sét đánh vậy nhở? Nó giống như kiểu vậy đúng không? Sao nó giật giật mà kiểu tiếng sét tình yêu đúng không? Gì nhở? Thành nói cái gì quên mẹ rồi. Quên mẹ rồi. Quên mẹ rồi. Má Gemini Phone chính ra hát cũng rất ok nhá. Trong số các couple của GMM ấy. Thật sự Gemini ấy xem nó nhìn đúng không? Couple của GMM thì Gemini mới phốt hát ok. Chứ như kiểu Tây New Ọc Gần ấy thì các bạn chỉ nên các bạn hát bị vui. Oh well. No, bình thường nó không ít như này đâu cưng. No, đây là muộn rồi nó mới yeah. Chứ còn đúng không? Chứ còn mà kiểu cưng mà đi. Đúng không? Kiểu ở Sài Gòn ấy, cái việc mà sang đường chỉ còn kiểu nó ở Hà Nội cũng như thế, nhưng mà Hà Nội mình thấy nó còn ghê hơn một tí. Thì kiểu có chuyện kiểu cưng đây sang kiểu băng băng dễ thế đâu. Kiểu không bao giờ có chuyện kiểu đèn đỏ rồi chúng ta phải dừng lại và tắt hết máy để cho bạn ý. No, cưng.
Thật sự. Chào Leo. Nó chưa trải nghiệm cái điều đấy ở đây. Show that. Không mà. Anh đã làm xinh vãi chưởng. Ôi xinh thế. Mình đặc biệt thích visual của Ford. Kiểu tại vì nó bị xinh ấy. Nó kiểu giống bé. Bé ôm mà đóng vai xô ở Boston Baby. Đặc biệt thích visual này. Tức là Gemini mà mình thấy có cách để thể hiện là sự yêu thích của nó đối với Ford ấy. Rất là tự nhiên, rất là phong cách kiểu một bé nhà giàu ấy, kiểu thế. Cảm thấy kiểu nó đèo ke gì hết ấy. Thân thái của một bé kiểu đéo có gì phải quan tâm trên thế giới này, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Thế hát live thế là ok đấy chứ. Thật sự hơn tên như vào cả. Cũng là summer. Còn kiểu mình thấy là Ford nó hay thích nó hay thể hiện cái sự yêu thích Gemini ở những lúc nghiêm túc hơn đấy, kiểu như kiểu những lúc như này này, những lúc kiểu yêu khi từ bẹp bẹp là thành từ Việt Nam rồi đấy đối với các bạn fan BL. Nhưng mà từ bố là thành từ nước ngoài rồi đấy chứ Việt Nam nó không có cái từ đó nha. Cái con bố à.
kiểu con bố à đây chứ mà. Đúng rồi đấy, cái con bố à của chúng ta đấy. Các bạn biết nếu mà mình đang ngồi khán giả mình xem gì không? Nó sẽ kiểu Phút Phui. Bạn nào có bài này hay nhỉ? Còn rất là kiểu tình cảm. Ok, chúng ta gì nhờ? Dễ thương. Dễ thương. Thật sự là mình thứ mình vẫn rất là thích hai bé, không có vấn đề gì cả, chỉ là cái gọi là cái sự cháy như cái đợt đầu thì đương nhiên tại vì kiểu mình là người già ấy, mình lớn tuổi ấy, mình sẽ không kiểu mình cái năng lượng của mình nó chỉ kiểu có một nhúm thế này thôi ấy, nó không thể cháy mãi được và nó sẽ phải chuyển sang kiểu dạng dàn trải ra, năng lượng nó không thể nào. Đúng không? Nó cháy bốc một phát thì nó hết mẹ mất. Nó phải dàn trải ra thì chúng ta mới có thể đi với nhau lâu được ấy, kiểu vậy. Thì ý là không phải là có vấn đề gì, chắc là kiểu mình rất là thích hai bé thì thôi chứ. Ra nó cực kỳ hóng cái gì nhỉ? Quên rồi, à 23.5 à? Yeah. Của hai bé thì chúng ta có lẽ cái đấy là một cái project được confirm nhất rồi đấy, đúng không? Chứ còn nếu mà cả năm sau mà chúng ta mà bây giờ tận chúng ta mới được nửa năm nữa mà cả năm sau mới được một cái đấy, một cái series đấy thì nó rất là ít đi. Thực sự chúng ta cần nhiều hơn.